Xin chào tất cả anh em, mình là Văn Độc Gan. Hôm nay mình trở lại với anh em với một clip phần 2 của cái bên đàn organ Yamaha này, cái bên lăn này. Cũng như clip trước là mình hướng dẫn sơ sơ qua cho anh em về một cái căn bản nhất cho anh em. Nó chi tiết và nó dễ, gọi là anh em dễ áp dụng nhất. Nó không có đâu xa hết, nó rất gần với anh em. Tại vì nhiều anh em là thắc mắc nên là mình sẽ làm clip hôm nay là thắc mắc cái chỗ thắc mắc đó. Mình cứ nói sơ sơ trước về một chút về cái bài trước, những cái nốt căn bản trong một cái gam thứ mình sẽ rung ở nốt nào là hợp lý nhất. Nó sẽ rung ở bậc 4 và bậc 7, anh em nhớ kỹ nha. Bậc 4, bậc 7 nó sẽ rung nhá, trong một cái gam thứ. Còn những cái nốt còn lại trong cái gam đó, gam thứ đó, nó sẽ là nốt phụ. Mình sẽ đánh sơ qua cho anh em. Cái bài trước. Rồi, ok. Không đánh tiếp nữa mà dừng lại chỗ này. Lý do anh em thắc mắc là cái chỗ này là bài trước mình chưa hướng dẫn chi tiết cho cái nốt bend rung xuống. Hôm nay clip này anh em mình sẽ học về cái cách để mình bend ngược trở lại nhé, không bend tới mà anh em sẽ bend ngược. Và cái cách bend ngược nó cũng rất là đơn giản, nó cũng không có gì là khó cả, tất cả đều là do quá trình anh em tập luyện hết. Phải có một quá trình tập luyện là mới biết được cái đó. Anh em không tập luyện, anh em không cứ nghĩ là mình không chơi được là mình bỏ lên, không không có đâu nhá, ai cũng chơi được hết và hiện tại ai cũng đánh đúng hết. Có cái là cái cách đánh là cho người ta nghe là nó chưa được sâu sắc và nó cũng không có, nó cũng không có cái gì là nó đặc biệt. Vì vậy mình sẽ chia sẻ cho em cái cách dùng của mình. Là nếu mà bên dùng ngược á, là dễ nhất là mình rung lên trên một cung và xuống dưới một cung. Có nghĩa là mình sẽ rung nốt giữa, mình đánh lên lên trên, mình không cần dùng bên 4, bên 5, bên 6 gì phải đánh cái nốt đó, mà chỉ cần mình đánh một nốt ở dưới. Mình đánh một nốt ở giữa, mình lấy nốt dưới và nốt trên luôn. Đây, mi, re, đô ví dụ. Tiếp tục, chính thứ hai, si, la, son, đó nó sẽ là cái chính trong cái gam này, là thứ nó sẽ vào nhiều nhất. Là chỗ mình để rung ngược là điểm nhấn nhất là chỗ này. Đây. Rồi, ok. Anh em rung, anh em nhớ nha. Anh em rung ngược là anh em phải để cái vị trí bên vậy. Miễn là cái tay phải thả ra trước là tay trái anh em phải mới 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 thả ra được nha. Còn anh em tự nhiên anh em đang chơi rung ngược, anh em thả ra, đấy. Là nó không được như ý muốn, nghe nó lãng luôn. Đó. Là mất cái nốt này, tự nhiên lại nghe cái nốt D. Mà ví dụ nếu mà đánh nốt D thì không cần phải đánh nốt đô nữa. Mình muốn lấy nốt đô thì mình phải giữ nguyên này, thả tay ra, mình thả bên được. Ở trên này cũng như vậy. Chắc còn nhiều cái sâu sắc lắm anh em, bên hai này rất nhiều nha anh em nhé, còn rất nhiều, nên là từ từ anh em cứ phải qua những cái bước căn bản thì anh em phải học cái sau được. Không ai mà đi bỏ tắt những cái trước mà để đi học cái sau, không được cái gì đâu. Tốt nhất là anh em nào chưa chưa coi clip số 1 thì vào trang của mình coi lại clip số 1 để đánh căn bản trước, tập căn bản trước. Anh em nắm nắm được cái rung, cách rung và nắm kỹ cách rung là một, và cái nốt nào nó sẽ rung trong cái bậc, trong cái gam đó, bậc nào dùng đó, anh em phải nắm được trước cái đó. Rồi anh em hãy lên cái bài số 2 này, anh em đừng có nhảy từ bài 1 bỏ mà lên bài 2. Tại vì bài 2 này mình sẽ phải chạy qua cái bài 1 trước. Mình nắm được rồi, dùng rồi thì mình mới dùng được cái này. Mà anh em dùng ngược được thì anh em dùng tới được, anh em mới dùng ngược được nha. Không phải là bên tới dùng dùng tới không được mà lại nhảy qua bài này để dùng lại không được. Rồi tiếp tục, cái cách này nó đơn giản nhất là cứ ở phải ở trên một cung, ở dưới một cung mình đánh nốt giữa là sẽ rung dễ nhất. Còn ở trên nửa cung mà dưới một cung mình lấy nốt giữa rung thì nó rất khó nha.
Khó hơn một chút chứ nó không phải là khó lắm, nó bình thường thôi, nó hơn một chút xíu thôi. Là mình zoom lên trên, mình không kéo lên một cung mà mình kéo lên nửa cung. Đây, đây là một cung, đây là nửa cung. Nên là cái đấy là anh em phải phải chú ý. Nửa cung là chỗ này. Đây, mi fa re, đánh vào nút mi. Đây, một cung là đây. Tương tự như vậy, đây, chỗ này cũng vậy luôn. Chỗ này cũng giống nhau, chỗ này giống nhau. À, và còn một cái nữa. À, còn một cái nữa anh em, là nói chung là anh em cứ phải móc thật thật kỹ, móc mạnh nhá. Tay chân là phải móc múa lia lịa đi. À, không quan trọng là mình cũng nói một vấn đề nữa là không quan trọng là anh em để ngón sao, tay xấu tay đẹp để ngón nào, quan trọng tín hiệu anh em phát ra như thế nào, người ta nghe được ok hay anh em đánh có hồn, ông lại đánh được đó, quan trọng là ở đó. Tiếp tục, có một bạn hỏi trên Facebook là cái nốt này, nên mình giải đáp thắc mắc luôn. Nó dính vào ba nốt nửa cung dưới, đánh nốt giữa và đánh một cung trên, thì mình đánh sao cho nó hợp lý mà nó vẫn có bên mà nó không bị méo. Rồi, cái này mình chia sẻ luôn, rất đơn giản luôn, là anh em sẽ đánh vào nửa cung này. Ví dụ chỗ này nhá, la giáng, nốt la và nốt si đó, nốt la giáng lên nốt la là nửa cung, nốt la lên nốt si là một cung. Cái nốt nửa cung này á, thì anh em cứ tưởng tượng chỗ này lên đây, chỗ này lên đây, thì mình đánh chỗ này giống như chỗ này sẽ là nốt phụ nhá anh em, đặt nó là nốt phụ luôn, nên là anh em đánh giống như nốt đô, giống như nốt pha đây, đây, và mình sẽ rung nốt giữa, đó là nốt la và nốt nốt la rung nhá anh em nhá, đây. Cho nó ứ ứ vậy á, là anh em dùng quá trình anh em dùng nốt la, anh em dùng xong anh em kéo mạnh lên một cung để cho nó nghe cái nốt si đi, anh em thả nhanh ra anh em đánh vào nốt si luôn nhá. Đây. Anh em thả nhanh ra anh em mới đánh bên nhá, anh em thả đánh bên xong anh em thả nhanh ra anh em đánh nốt si. Còn anh em mà vẫn giữ nguyên cái bên vậy á, anh em đánh nốt si là nó lại nghe nốt đô đây. Đó, nốt đô thăng đó, đây đó. Rồi, nói chung là có một số anh em thắc mắc nữa, một cái nữa là cái mà quan tâm thì hầu như anh em quan tâm nhiều nhất về cái này, đó là mình đánh như vậy có áp dụng xì tai được không, để đánh bend được không. Thì mình nói với anh em luôn là thật sự ra là nó, nếu mà bên hai thì nó quá là đơn giản luôn, đây là do anh em chưa tập luyện và chưa tiếp xúc thôi. Anh em nắm được cái này, anh em phải trải qua một quá trình anh em tập luyện, nó rất đơn giản luôn. Mà có một cái vấn đề này này, nếu mà anh em đã đánh bên á thì anh em không thể chơi bát đảo được nha. Anh em chơi bát đảo ba bốn ngón, mấy ngón này không biết, cứ nhiều ngón có bên hợp âm này là anh em không còn tay nào mà để rung bend được nữa nha. Vì vậy nên anh em phải dùng bát thay thế, đó là bát thường thôi, đánh thay thế vào ba ngón bốn ngón năm ngón gì nữa không biết, trở lại thành một và hai thôi, thứ trưởng anh em đánh thay thế. Trừ khi những cái chỗ bảy dáng năm anh em thay vào, đó là cái gym nha, bảy dáng năm thay gym vào cho nó nhanh, đó là cái chỗ mà bốn ngón thì mình sẽ thay vào là thành ba thôi. Đây, thay thế được đây, anh em có thể thay thế được chỗ đó, là anh em phải nên chú ý đấy. Còn cái nào cũng vậy thôi, dễ đơn giản được, nhanh tranh thủ uống miếng nước đã, tiếp tục. Đó, mình đang nói cái vấn đề là chơi vậy có bỏ hợp âm được không? Nó đơn giản thôi, vẫn bỏ hợp âm được anh em ạ, không phải là không bỏ được đâu, bỏ hợp âm được đấy. Và cái chỗ này, đây mình nói cái chỗ này, ví dụ có
có những cái bài mà nó hay vào những cái chỗ mà kiểu như là nốt mi dưới với nốt mi trên, nó khoảng 8 luôn, nốt dưới nốt trên, thì mình xử lý làm sao cho nó đỡ bị thô. Nó đơn giản anh em ạ, theo cách của mình thì nó cực đơn giản thôi. Anh em kéo lên một cung, anh em thả xuống nốt mi dưới, nốt mi trên á thì anh em lại kéo xuống một cung, anh em thả ra, hai nốt này ngược nhau nhá, một nốt trên thả xuống, một nốt dưới thả ra nhá. Đây tiếp tục mình ghép thêm vài nốt nữa ra cái bài Người đi ngoài phố luôn. Đó, mượt luôn. Chỗ này thì mình không cần đánh đô mà mình đánh vào nốt D. Đây. Cách của nó đánh rất đơn giản, anh em đánh hai lần nốt D. Đây. Nốt đầu tiên anh em đánh xuống là anh em kéo xuống lấy cái nốt đô. Nốt thứ hai là anh em đánh vào nó để cho nó chạy lên cái nốt D, để cho nó nghe âm thanh rõ nốt D. Không, anh em rung nhá. Đây. Cái chỗ nới cung này anh em đã học bài trước này, đơn giản này. Cung tiếp. Đây, chỗ này là nửa cung anh em ạ. Thành một câu nó cũng ngọt phần nào đúng không? Anh em sử dụng bên là nó ngọt phần nào hơn anh em để không anh em đánh thua. Đó, cái chỗ này là anh em ém như vậy thôi, đơn giản thôi, ém bên lại. Đó, này. Dùng mạnh cái chỗ này thì cũng giống như nốt lúc nãy mình nói thôi. Đây, ba ngón. Nó cũng vậy thôi. Son la thì mình đánh vào nút son rung mạnh để lấy nút la, thì mình bắt buộc cái nút cái cuối cùng để gần hết cái tín hiệu thì anh em lại phải kéo mạnh bên lên để lấy nút la. Đây, đó, không không lấy nút la. Anh em cứ đánh sao cho nó nghe nó ương ương là được. Mình vẫn kết hợp hợp âm được chứ không phải là không, nhưng mà với một cái điều kiện là anh em phải phải tập luyện nhiều, anh em tập luyện nhiều là nó mới bên này, là mình gọi là mình lúc đó là mình đã ghi nhớ trong đầu rồi. Lúc đấy là mình không cần phải suy nghĩ cái gì nhiều nữa, là chỗ nào là mình biết chỗ đấy rồi, đó là mình bó hợp âm được rất bình thường. Bên hai cũng đơn giản, bên ba cũng chơi được, nhưng mà với bên ba lại phải tập hơn nữa, anh em phải cái nấc đó, nên là từ từ những cái bài sau từ từ đi. Cái bên hai này đang còn nhiều lắm em, không phải là một số kỹ thuật này thôi, cái này là nó bình thường thôi, đang còn nhiều cái nó ghê hơn nữa, nên là mình chưa thể làm bên ba được, tại vì nó chưa hết. Anh em cứ phải học hết cái chỗ bên hai này đi, nó đang còn nhiều tác dụng nữa anh em sử dụng, mình chưa sử dụng đến đâu, chưa hết mà. Lúc nào hết cái bên hai này tôi sẽ làm cho anh em cái bên ba, bên bốn, bên năm, bên sáu nha. Là
từ từ nó mới nâng cao lên được. Đó. 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 Chú ý kỹ cái bài hôm nay là một, mình nhắc lại nha, hôm nay mình học một vấn đề đầu tiên. Vấn đề đầu tiên của anh em mình học ngày hôm nay, cái đầu tiên là cái chỗ này. Đó. Cái thứ hai là cái này. Một cái nữa đó là rung ngược bên đó. Đây. Đó, tiếng bầu cho nó nghe nó dễ nha. Rung ngược bên đây. Đó, cái vấn đề của mình ngày hôm nay, bài học hôm nay của mình là rung ngược bên là một những cái nốt mà nó vào ba nốt, nửa cung dưới, một cung giữa, một cung lên. Đó. À, những chỗ này mình sẽ dùng dùng nốt giữa và lấy cái nốt sau này. Đó, đánh lên được thì mình đánh xuống được, đơn giản thôi. Đó, đánh xuống cũng như vậy, ví dụ đánh lên, đánh xuống thì đánh vào nốt la, dùng xong kéo mạnh bên lên, dùng. Đó. À, mình sẽ kết thúc clip ở đây. Mà mong mong tất cả anh em là ủng hộ mình và chia sẻ cho mình nhé. Anh em cứ đóng góp ý kiến ở dưới hoặc là thắc mắc cái gì mình sẽ làm clip tiếp theo cho anh em. Nhớ anh em nào chưa đăng ký thì đăng ký kênh của mình đi. Nó cũng không có mất cái gì cho anh em cả. Anh em sẽ theo dõi được nhiều clip của mình hơn. Nhớ đăng ký, mình là Van Organ nhé. Chào tất cả anh em, hẹn anh em lại trong một cái clip tiếp theo nữa nhé.